một loại rùa vừa rẻ, vừa dễ thương mà chắc chắn các bạn nhỏ sẽ rất thích. Rùa tai đỏ baby hay rùa xanh mini. Với kích thước baby chỉ khoảng 3cm, cực kỳ dễ thương nên rất thích hợp cho các loại bể mini để bàn, phù hợp cho các anh em nhân viên văn phòng, học sinh sinh viên xả stress sau những giờ làm việc mệt mỏi. Đặc biệt đối với các bạn nhỏ, nắm rùa là một việc làm không thể thiếu sau mỗi giờ tan học. Nhiều anh chị phụ huynh đã liên hệ mình để mua rùa, giúp các bé tránh xa điện thoại, yêu động vật và gần gũi với thiên nhiên hơn. Và cũng như các loại rùa khác, thức ăn chủ yếu của rùa xanh baby là thịt, cá, tôm tép và các loại thức ăn khô. Loại rùa đáng yêu này bên mình đang để cho anh em với giá 45.000 một bé và 100.000 ba bé. Bên mình có gửi toàn quốc cùng chế độ bảo hành đầy đủ như bảo hành ăn uống, bảo hành vận chuyển và bảo hành sức khỏe, nên anh em có thể yên tâm khi mua hàng. Anh em quan tâm nhắn tin cho mình số điện thoại Zalo mình để dưới phần bình luận nha. Ok, bye bye anh em.